Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Bên ngoài điện luân hồi, trực tiếp thăng cấp đến thất phẩm. Nạc sư thúc, trực tiếp thăng cấp đến thất phẩm. Sau này sẽ có cơ hội thăng cấp trên cửu phẩm. Đó là đỉnh phong của khai thiên cảnh. Không sai. Vì thế mà các người cứu không chỉ là một thượng phẩm khai thiên, còn có thể là trụ cột trong tương lai của âm dương thiên ta. Tiểu Khúc Nhi, ngươi trực tiếp vào lục phẩm. Sau này cũng có hy vọng thăng cấp đến bát phẩm. Lên xem người bên cạnh thăng cấp đến thượng phẩm khai thiên cũng có ích với người. Ta hiểu rồi. Nguy hưởng thăng cấp lên khai thiên cảnh là mở lượng của tiểu càn khôn có giới hạn. Nếu như không chịu đựng được sức mạnh lớn, tiểu càn khôn sẽ có rủi ro bị sụp đổ. Với ngươi mà nói, sau này cửa ải khó nhất thăng cấp lên thất phẩm chính là do hư hóa thực của tiểu càn khôn, e rằng còn nguy hiểm hơn một chút so với nạc sư thúc đối diện. Xin sư thúc dạy bảo thêm. Trong quá trình do hư hóa thực của tiểu càn khôn của ngươi là tinh thần đều phải chịu xung kích khó mà tưởng tượng được. Vì thế sau này, nếu như ngươi thăng cấp lên trên thất phẩm, nhất định là phải xác nhận nội tình của bản thân đã đủ tích lũy hay chưa. Nếu không đủ, tiểu càn khôn sẽ không có cách nào do hư hóa thực. Đó là kiếp sinh tử đấy. Bao nhiêu đệ tử của Động Thiên Phúc Địa đều bị mắc kẹt ở cửa ải này. Vì thế ngươi nhất định là phải thận trọng. Đa tạ lời dạy bảo của sư thúc, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu như vậy, 4 cột lớn của càn khôn và 12 cột nhỏ không phải sẽ giúp đỡ rất lớn đối với việc thăng cấp khai thiên cảnh hay sao? Đó là đương nhiên. Mấy món bảo vật lớn này có thể để cho tiểu càn khôn cố định hơn. Giúp đỡ cũng không nhỏ, nhưng 4 cột của tiểu càn khôn là quý hiếm cỡ nào, người bình thường sao có thể có được cơ duyên như vậy? Cũng chỉ có tên tiểu tử thối này vận may khó mà tin được, bảo bối gì cũng bị hắn lấy được. Dư sư thúc, ta còn có một câu hỏi muốn thỉnh giáo, nói đi. Tình huống của ta, sư thúc có lẽ cũng đã biết được một ít rồi. Bây giờ ta cảm giác bản thân thăng cấp lên thất phẩm cũng không xa nữa. Sư thúc cảm thấy đến lúc đó ta sẽ gặp phải tình huống như thế nào? Thời gian 300 năm từ ngũ phẩm lên thất phẩm đúng là kinh người. Tốc độ tu hành của tên tiểu tử này lại nhanh đến như vậy. Nói thật, ta chưa bao giờ gặp phải khai thiên cảnh như ngươi. Đặc thù của tiểu càn khôn của ngươi có khả năng là có liên quan đến đạo không gian và tu hành của ngươi. Trước ta lẽ nào không có người nào tu hành đạo không gian hay sao? Có, nhưng không ai tinh thông giống như nào ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên bế quan thôi diễn một chút, khi thăng cấp có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề, đến lúc đó cũng không đến mức tay chân vụng về. Ta hiểu rồi. Đợi kết thúc chuyện bên âm dương thiền, mình nên bế quan chuẩn bị thăng cấp lên thất phẩm rồi. Dư sư thúc, Lan U Nhược của hư không địa ta có từng xuất quan hay chưa? Ngươi yên tâm, khi ngươi đi vào hỗn loạn tử vực thì cô ấy đã xuất quan rồi. Bây giờ cô ta đã thuận lợi thăng cấp lên thất phẩm rồi. Các động thiên phúc địa lớn có thái độ gì với cô ta? Có tư đồ không của hiên viên động thiên ra mặt đảm bảo, không ai dám ra tay với cô ta. Ngươi cứ yên tâm là được. Thế thì tốt rồi. Tiểu Khúc Nhi, bên cạnh tiểu tử này có vô số nữ nhân, thật sự là một người ạ, một người an phận hay sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Dư sư thúc, ta không phải là một người tùy tiện đâu. Thúc không nên phỉ báng ta như vậy. Thế sao? Vậy đạo sư tỷ rốt cuộc là sao? Có phải ngươi cũng nên cho một lời giải thích hay không? Đang muốn nói chuyện này với ngươi, thật ra chuyện này phải bắt đầu từ Trần Tu, Trần sư thúc. Ây à, ta cũng bất lực, lực bất tòng tâm, lòng như lửa đốt. Còn lòng như lửa đốt sao? Vậy đạo sư tỷ quá vô tội rồi. Thế thì ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Vấn đề của đạo sư muội chỉ có ta mới giải quyết được sao? Âm Dương Thiên không có tiền nợ nào sao? Không có, ngoại trừ ngươi ra, không ai có thể giúp cô ta thăng cấp lên thất phẩm. Nếu như ngươi không góp sức, võ đạo đời này của cô ta sẽ dừng lại ở bước này. Công pháp của Âm Dương Thiên cũng có hơi cổ quái rồi. Ngươi đừng quên rằng đạo sư tỷ đã thay ngươi chặn một kiếm đấy. Những chuyện ở trong luân hồi giới đều vẫn luôn in vào bản tâm. Hành vi của cô ta chính là phản ánh thật sự của tâm ý cô ta. Nếu đổi lại có người muốn làm ngươi tổn thương trong thế giới hiện thực, cô ta nhất định cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Đạo sư tỷ có ơn với mình là không giả,
Nhưng cho dù là như vậy, mình cũng không thể nào vì cô ta mà phụ lòng của Khúc Sư Tỷ được. Xem ra thăng cấp của Lạc Sư Tỷ rất là thuận lợi. Có lẽ không bao lâu nữa, Âm Dương Thiên của chúng ta sắp có thêm một vị bát phẩm trưởng lão rồi. Con đường thăng cấp đến trình độ không thể nào có đường lui. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Lạc Sư Thúc bây giờ không thể nào lơ là cảnh giác, nếu không xem như là vô ích. 10 ngày sau, có gì đó sai sai, tiểu càn khôn của Lạc Sư Thúc hồi phục lại. Đến lớn nhỏ như ban đầu, cô ta sắp không áp chế được sức mạnh thăng cấp rồi. Quả nhiên, người bên cạnh thăng cấp Khai Thiên. Người bên cạnh thăng cấp Khai Thiên cảnh cũng không giúp được gì, có thể trải qua được cửa sinh tử này hay không. Chỉ đành phải dựa vào tạo hóa của Lạc Sư Thúc rồi. Luân hồi điện. Lấy tư chất của bản thân Lạc Sư Thúc, khi tấn thăng có lẽ sẽ không xuất hiện quá nhiều nguy hiểm nhỉ? Vì sao lại phát sinh tình hình thế này chứ? Sư Tỷ khuyết thiếu là khống chế sức mạnh của bản thân, hoặc là kỳ trống rỗng 2000 năm nay khiến cho Tỷ ấy đối với sức mạnh của bản thân trở nên có chút lạ lẫm. Lạc Sư Thúc ngày sau là có cơ hội đăng đỉnh cửu phẩm Khai Thiên đấy. Nếu bởi vì không khống chế được sức mạnh của bản thân mà vẫn lạc ở đây, vậy thì thấy quá đáng tiếc. Từng âm tiết đó chắc chắn là do các thái thượng trưởng lão của Âm Dương Thiên phát ra. Bản tôn của bọn họ không biết đang bế quan ở đâu, sau khi phát hiện ra tình hình ở bên này, liền lên tiếng muốn giúp cho Lạc Sư Tỷ một tay. Thanh âm này hình như có hiệu quả tẩy rửa tâm thần. Tâm tính của ta càng có được một loại yên bình chưa từng có. Thật tốt quá rồi, sức mạnh bị mất kiểm soát của Lạc Sư Thúc dần dần được khống chế rồi. Không biết vì sao, từ lúc ta nghe thấy câu ngôn ngữ thần kỳ này, lúc này lại mở miệng liền nói ra, giống như đã học rất nhiều năm như vậy. Giống như cả người đều dung nhập vào trong Âm Dương Thiên, đây chính là sức mạnh truyền thừa của Động Thiên Phúc Địa hay sao? Nhờ phúc của mọi người, sức mạnh dần dần được nắm bắt rồi. Là hơi thở của bát phẩm Khai Thiên, Lạc Sư Thúc tấn thăng thành công rồi. Thật tốt quá, từ nay về sau Âm Dương Thiên chúng ta sẽ có thêm một vị bát phẩm thái thượng rồi. Người và rất nhiều đệ tử của Âm Dương Thiên ta công ngâm một bài vạn chấp chú, từ nay về sau ngươi cũng được coi như là một nửa người của Âm Dương Thiên rồi. Vạn chấp chú chính là chú ngữ vừa rồi chúng ta cùng nhau ngâm sướng đó hả? Âm Dương Thiên của ta có tam đại chú pháp, trong đó vạn chấp chú cần rất nhiều người hợp lực mới có thể ngâm sướng ra được. Vạn chấp chú không có lực sát thương gì hết, nhưng lại có hiệu nghiệm cực kỳ về tĩnh tâm ngưng thần. Gì mà lửa người của Âm Dương Thiên chứ? Dương Khai chính là vị hôn phu của ta, chàng ấy sớm đã là người của Âm Dương Thiên rồi. 3 ngày sau, Âm Dương Thiên trưởng giáo Tả Khâu Minh bái kiến thái thượng. Tả sư đệ, nhiều năm không gặp, sao lại cạo sạch râu vậy? Như này nhìn trẻ hơn đó. Lạc thái thượng, ta họ Tả Khâu, không phải họ Tả. Nhiều năm qua đi như vậy rồi, vị sư tỷ này vẫn cứ như vậy. Ây à, đều như nhau. Tả sư đệ, đám hồng nhan tri kỷ của ngươi đâu, sao chẳng thấy ai vậy? Lúc trước ngươi ra khỏi cửa, không phải trái ôm phải ấp hay sao? Còn nói bọn họ đều là cánh của ngươi mà. Trưởng giáo, ngài. Lạc thái thượng đừng nói linh tinh. Ta đến nay đã là Âm Dương Thiên trưởng giáo, đã là đại diện cho mặt mũi của cả Âm Dương Thiên đấy. Những câu nói đùa kiểu này sẽ dẫn đến hiểu lầm đấy. Cũng mong mọi người đừng tin, đừng truyền linh tinh. Sư tỷ tốt, tỷ tha cho ta đi, giữ lại chút mặt mũi cho sư đệ. Đúng rồi, theo quy củ mà nói, sư tỷ tấn thăng bát phẩm, từ nay tỷ chính là thái thượng trưởng lão của Âm Dương Thiên rồi. Sư đệ còn phải đăng ký sắc phong cho sư tỷ nữa. Những việc này đệ tự làm là được, ta đi trước một bước đây. Đi, hai tỷ muội chúng ta quay về nói chuyện đi. Lạc Sư Thúc, quả nhiên là người chí tình chí tính mà. Hai người các người đi theo ta một chuyến. Dạ, xem dáng vẻ này.
Tả trưởng giáo là muốn bàn bạc nghiêm túc với ta về việc hôn sự của Khúc sư tỷ rồi. Đại điện. Dương Khai, bản trưởng giáo không vòng vo nữa. Ngươi và Tiểu Khúc Nhi định lúc nào thì hoàn thành hôn lễ? Không giấu gì trưởng giáo, trước khi gặp Khúc sư tỷ, ta đã có mấy bạn nữ ở cùng ta nhiều năm rồi. Ta muốn đợi họ tụ tập đầy đủ, rồi cùng tổ chức với bọn họ. Được, âm dương thiên ta không phải là lời cổ hủ, việc hôn sự, sư chết ngươi tự quyết định là được. Thời cơ đến rồi thì báo trước với âm dương thiên ta một tiếng là được. Âm dương thiên nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho các người. Đa tạ trưởng giáo yêu quý, vãn bối cảm kích vô cùng. Người một nhà không cần phải nói nhiều lời khách khí. Bản lĩnh của ngươi bất phàm, có thể gia nhập âm dương thiên ta cũng là một việc tốt. Xin hỏi trưởng giáo, nếu ta gia nhập, hư không địa và lăng tiêu cung nên xử lý thế nào? Tự nhiên sẽ trở thành hạ tông của âm dương thiên. Dương Hiền Chất cứ yên tâm, nếu ngươi gia nhập, hư không địa và lăng tiêu cung tự nhiên vẫn do ngươi quản lý, âm dương thiên sẽ không nhúng tay vào. Không thỏa đáng, làm việc như vậy ta không thể nào giải thích với thuộc hạ. Chưa kể đến, ta vốn muốn định đem hư không địa hoặc là lăng tiêu cung phát triển thành một trong động thiên phúc địa. Nếu thật sự trở thành hạ tông của âm dương thiên, vậy mục tiêu này vĩnh viễn không thể nào đạt thành được rồi. Vậy sư chất có cao kiến gì? Ý của đệ tử là, ta không nguyện ý gia nhập âm dương thiên, nhưng ta nguyện ý cưới Khúc sư tỷ về hư không địa. Ý của đệ tử là, ta không nguyện ý gia nhập âm dương thiên, nhưng ta nguyện ý cưới Khúc sư tỷ về hư không địa. Dương Hiền Chất, từ thời cổ đến nay, đệ tử của âm dương thiên ta mặc dù có tiền nợ gả ra ngoài, nhưng cũng có liên hôn với các động thiên phúc địa khác. Hơn nữa khúc sư chất là đệ tử trung tâm của âm dương thiên, thân phận càng khác biệt. Không sai, từ thời cổ đến nay, đệ tử trung tâm của âm dương thiên ta chưa bao giờ gả ra bên ngoài. Không những âm dương thiên như vậy, các động thiên phúc địa khác cũng như vậy. Tiền nợ đều là con đường người sáng lập ra. Âm dương thiên không vì sư chất mà phá lệ đâu. Đệ tử biết, nếu như ta cưới Khúc sư tỷ, âm dương thiên có thể sẽ tổn thất đi một bát phẩm khai thiên trong tương lai. Vậy nếu như ta có thể để cho âm dương thiên có thêm càng nhiều bát phẩm khai thiên trong tương lai, vậy trưởng giáo có bằng lòng với thỉnh cầu của đệ tử hay không? Dương Hiền Chất là chỉ thế giới thụ của tinh giới hay sao? Không phải là thế giới thụ. Trưởng giáo nếu như có thể đồng ý, đệ tử đương nhiên sẽ nói thẳng ra. Nếu như không đồng ý, đệ tử nói nhiều cũng vô dụng. Ngươi cũng phải giải thích rõ ràng thì bổn trưởng giáo mới đưa ra phán đoán được. Nếu không, ai mà biết được ngươi có phải là ăn nói ba hoa hay không? Đệ tử đương nhiên là sẽ không nói mấy lời bậy bạ trong chuyện quan trọng như vậy. Ngươi về trước đi, chuyện hôm nay bàn đến đây thôi. Sư tỷ, ta không đồng ý ở rể, tỷ có trách ta hay không? Ta đã xác nhận ngươi rồi, vì thế đối với ta mà nói ở rể hay không, ở rể hay là cưới về đều không có khác biệt gì hết. Nhưng mà ngươi chuẩn bị dùng cách nào để thuyết phục trưởng giáo bọn họ? Trưởng giáo hình như rất bất mãn với biểu hiện vừa nãy của ngươi đấy. Ta chuẩn bị dùng nhiều tiền để mua tỷ về. Ta rất nắm đấy, ngươi chuẩn bị thiệt lớn rồi. 10 ngày sau, trong phòng của Khúc Hoa Thượng. Hai vị sư thúc, đây là đến làm thuyết khách hay sao? Ta sắp bị tên họ Tả kia làm cho phiền chết đây. Hắn cứ bắt ta đến đây hỏi người bên này có ý gì hay không. Trưởng giáo sư huynh rất quan tâm đến lời nói trước đó của người. Hắn rất muốn biết người rốt cuộc có dùng thủ đoạn gì để tạo ra nhiều bát phẩm khai thiên hơn cho âm dương thiên. Dương Khai, chúng ta đều không phải là người ngoài. Ngươi có thể nói cho ta biết. Nếu không, ngươi muốn ta dùng lý do gì để giúp ngươi thuyết phục mấy não già cứng đầu kia đây? Được, thế thì ta sẽ không che giấu nữa. Không biết Nạc Sư Thúc có từng nghe qua chuyện cây thế giới của tinh giới hay chưa? Chuyện đó ta đã nghe qua ở chỗ của Tiểu Điệp rồi. Ngươi làm rất tốt. Đối với cả thế giới Tam Thiên đều là công lao lớn. Bây giờ uy lực của thế giới thụ đã xuất hiện ra. Các đệ tử mà chúng ta trước đây đưa về tinh giới, tu hành đã có một vài hạt giống tốt có tư cách trực tiếp đi vào lục phẩm rồi. Đây là đương nhiên quá tốt rồi, cũng có một ngày nào đó, trong âm dương thiên,
có lẽ sẽ có thêm rất nhiều lục phẩm, thất phẩm khai thiên. Nhưng với dự bị hiện tại của âm dương thiên, có thể ủng hộ được bọn họ thăng cấp kiểu bộc phát nhiều người như vậy hay sao? E rằng là không đủ. Khi những đệ tử này thăng cấp cần lượng lớn vật tư, khi tu hành cần vật tư, chỉ sợ là sẽ càng nhiều hơn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Rõ ràng là đang còn nói về vấn đề cưới gả, sao lại liên quan đến tài nguyên tu hành rồi? Hai vị sư thúc, ta bằng lòng lấy 1.000 phần lục phẩm, 100 phần thấp phẩm thuộc tính âm dương để làm sính lễ. Xin âm dương thiên cho phép ta cưới khúc sư tỷ. Ok, chốt. Đây chính là tư bản mà ngươi nói với trưởng giáo sư huynh, sẽ đem đến càng nhiều bát phẩm khai thiên cho âm dương thiên hay sao? Đúng vậy. Nhưng mà ngươi lấy đâu ra nhiều tài nguyên âm dương lục phẩm thất phẩm như vậy? Đương nhiên là hỗn loạn tử vực rồi. Ta ở bên đó đã chịu khổ không ít, nhưng may mà cũng có thu hoạch rất lớn. Đi ăn xin mà thôi cũng mệt lắm đó. Ngươi lại có thể sống sót ra khỏi nơi quỷ quái đó sao? Tiểu tử khá đấy. Dương Khai có thể lấy ra được vật tư như vậy, chứng tỏ thu hoạch ở trong hỗn loạn tử vực không chỉ là những thứ này. Đây là may mắn, đáng sợ cỡ nào cơ chứ? Lạc Sơ Thúc vừa lấy nói chốt. Là cảm thấy cách này của đệ tử được hay sao? Quá được luôn, nhưng mà ta vẫn nên bàn bạc lại với mấy lão già kia một chút. Ta tin ở trước mặt nhiều thứ tốt như vậy, bọn họ cũng có thể thấu tình đạt lý. Thế thì làm phiền Lạc Sư Thúc rồi. Bây giờ ta phải đi thuyết phục bọn họ đây, các ngươi hãy đợi tin tốt của ta nhé. Ngày hôm sau, Lạc Sư Thúc, phía trên đã có hồi âm lại chưa? Ơi, ta đã cố gắng hết sức rồi, đáng tiếc mấy lão già đó quá cố chấp, ta không phải là đối thủ. Phòng của Khúc Hoa Thường, ta đã cố gắng hết sức rồi, đáng tiếc mấy lão già đó quá cố chấp, ta không phải là đối thủ. Các thái thượng không đồng ý sao? Còn có yêu cầu gì khác hay không? Sư thúc cứ nói. Có thể làm được, ta tuyệt đối là không từ chối. Đây là do ngươi nói đấy, Khúc nha đầu, ngươi cũng đã nghe thấy rồi đúng không? Ta không có cưỡng ép hắn, đợi nát nữa không được hối hận đâu đấy. Sao cảm giác hình như là mình đang bị lừa vậy nhỉ? Sư thúc, phía trên rốt cuộc đã trả lời lại như thế nào? Yên tâm, ta đích thân ra mặt. Sao có chuyện không giải quyết ổn thỏa được? Chỉ là mấy lão già đó còn có một yêu cầu. Chỉ cần bọn họ đồng ý cho ta cưới khúc sư tỷ về. Yêu cầu gì ta cũng có thể đồng ý. Nói ra chuyện này vẫn là để ngươi chiếm tiện nghi rồi. Bên tông môn, muốn ngươi cưới thêm một người nữa về. Là sư thúc, chỉ đào sư tỷ sao? Đúng vậy. Nói ra cũng là tên tiểu tử trần tu làm hư chuyện, dùng trăm phương nghìn kế để chơi đồ đệ của bản thân mình, đúng là không ngẩng mặt lên nổi. Đây là chuyện gì vậy hả trời? Đang nói chuyện kết hôn cũng không phải là buôn bán, sao có thể mua một tặng một như vậy được? Được, ta đồng ý. Khúc sư tỷ, tỷ không hỏi ý kiến của ta luôn sao? Trong một lúc mà mình đem hai người về, Như Mộng và A La, hai người bọn họ không phải là giết chết mình luôn sao? Nhưng mà nhờ sơ thúc chuyển lời với các vị thái thượng, đào sư tỷ không phải là hàng tặng gì cả. Sư đệ cũng sẽ dùng vật tư tương tự để làm quà sính lễ cưới đào sư tỷ. Thế nào, ngươi lấy ra được đúng không? Lấy thì lấy được, nhưng mà đây không phải trọng điểm. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bến đỏ, sư tỷ, sao tỷ cũng muốn đi tinh giới vậy? Nghe muội nói thế giới thụ thật sự là rất huyền diệu. Ta cũng muốn đi chiêm ngưỡng bảo vật hiếm có ở trong thế gian này. Khúc sư điệt, Dương sư điệt, trước đây đều là do ta không đúng, ta ở đây xin lỗi hai vị. Trần sư thúc nặng lời rồi. Uyển Nhi tâm tư đơn thuần, sau này làm phiền hai vị sư điệt quan tâm nhiều hơn. Sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ không để cô ấy chịu uất ức đâu. Uyển Nhi, chuyến đi này nhất định là phải nghe lời phu quân tương lai của con đấy. Không được làm điều gì ngang ngược đâu. Nhưng nếu như hắn dám bắt nạt người, sư phụ và âm dương thiền mãi mãi là hậu thuẫn của người. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Sao còn chậm chạp lề mề như vậy? Đi thôi nào. Phu quân, nhìn bộ dạng này của sư tỷ, tuyệt đối là không có chuyện gì tốt rồi. Phu quân, tỷ đang làm trò gì vậy? Phu quân là muốn ăn ta trước hay là ăn đào sư tỷ trước đây?
hay là ăn luôn một lần cũng được. Đừng làm loạn nữa, tỉ dọa cô ấy rồi đấy. Uyển Nhi, ta có thể xưng hô với cô như vậy được không? Ta và cô quen nhau thời gian cũng không dài, cô có thể suy nghĩ kỹ về mối hôn sự này. Dù sao chúng ta cũng vẫn chưa là vợ chồng, nếu như ngày nào đó cô hối hận. Không, ta không hối hận đâu. Là ta đã không giữ lời hứa. Dù sao, ta cũng sẽ không hối hận. Chuyện liên quan đến ta, cô có thể nói chuyện với Khúc sư tỷ. Chúng ta dù sao cũng còn trẻ, sau này có thể từ từ tìm hiểu nhau. Còn nữa, nếu như cô cảm thấy có hiện tượng tẩu hỏa nhập ma, nhất định là phải nói trước với ta, tuyệt đối không được tự mình chịu đựng. Uyển Nhi biết rồi. Sao vậy? Không biết. Đột nhiên có một cảm giác bất an. Nghĩa nào là ảo giác của ta thôi. Hai người không cần phải lo lắng. Bên ngoài gió lớn, hai người vẫn nên vào trong phòng nói chuyện thì hơn. Khúc sư muội, phu quân thật sự biết ăn người sao? Bắt đầu ăn từ tay của tỷ. Lớp thịt mềm mại thơm hơn, sau đó thì ăn chân, sau đó thì ăn rốn của tỷ. Cũng không biết là ở với Khúc sư tỷ thời gian, Uyển Nhi cô ấy có thể chịu nổi hay không? Ba ngày sau, không ở cùng hai người vợ chưa qua cửa kia của người, lại chạy đến tìm ta. Có lẽ là có việc rất quan trọng nhỉ? Mấy ngày nay ta thường xuyên cảm thấy tâm thần bất minh, lại không tìm được nguyên do, cho nên đến tìm sư thúc để hỏi nguyên nhân. Đừng hoảng, để ta xem thử cho người. Cơ thể của ngươi không có bất kỳ dị thường gì hết, liệu có phải tiểu càn khôn xảy ra chuyện gì hay không? Ta đã kiểm tra kỹ rồi, trong tiểu càn khôn của ta không thấy có vấn đề, đây chính là điều mà ta không hiểu được. Nếu không phải là vấn đề của bản thân người, vậy thì có thể là người bên cạnh của ngươi đã xảy ra vấn đề gì đó. Người thân thiết gắn liền sinh tử là có thể tâm ý tương thông. Gắn liền sinh tử, nghĩa nào là trung nghĩa phổ. Bảy mục trước không có bất kỳ dị thường gì hết, chứng tỏ bảy người này vẫn còn sống bình thường. Tên của Tần Bằng và Loan Bạch Phụng không còn nữa rồi. Cái tên này có nghĩa là gì? Không giấu gì sư thúc, đây là trung nghĩa phổ. Tên ở trên trung nghĩa phổ lại biến mất, vậy chứng tỏ người ghi danh đã gặp bất trắc. Đổi cách nói khác, Tân Bằng và Loan Bạch Phụng sợ là đã chết rồi. Cũng chính là nói, ngươi cảm thấy tâm thần không yên, đều là vì hai người đó chết đi hay sao? Không sai, cũng chỉ có cách giải thích này mà thôi. Ngươi định làm thế nào? Ta sẽ lập tức đến Hắc Ngục tra rõ nguyên nhân. Vô luận là do người nào làm, ta đều sẽ phải bắt hắn phải trả giá. 3 tháng sau, mảnh vụn Ninh Châu nào đó. Sư đã có người ra rồi, đó là Tân Bằng, thuộc hạ của Loan Bạch Phụng. Hán tử thích mềm không thích cứng. Tân Bằng, không phải ngươi nói hắn đã chết rồi sao? Liệu có phải là trung nghĩa phổ của ngươi xảy ra vấn đề gì không? Không thể nào, thứ này ta vẫn luôn bảo quản rất tốt, không thể nào có bất kỳ tổn hại gì. Vậy thì chỉ có một khả năng, chính là bọn chúng đã tìm ra cách giải trừ trung nghĩa phổ. Việc này cũng có thể, chỉ là ta đối xử với hai người bọn họ không tồi. Bọn họ không lý gì lại mạo hiểm tính mạng để giải trừ sự gò bó của trung nghĩa phổ. Nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng trực tiếp qua đó hỏi. Chúng ta cũng không phải là không đánh lại chúng, không sao. Gặp một mặt là rõ ràng thôi. Được, mọi người đi theo ta xem thử đi. Kẻ nào? Tân Bằng, ngươi không nhận ra ta nữa sao? Thì ra là tông chủ, thuộc hạ thất lễ, xin tông chủ trách tội. Không sao, ngươi đang đi đâu đấy? Thuộc hạ phụng lệnh của Loan trưởng lão, đến tinh thị mua một số vật tư. Loan trưởng lão lại lên cơn nghiện rượu hả? Tông chủ nói không sai, trưởng lão vẫn luôn nói quả tiểu vô vị. Đến nay tông chủ đến rồi, trưởng lão lần này có thể uống đã đời rồi. Nhiều năm không gặp, cô ta vẫn như vậy. Loan Bạch Phụng quả nhiên là cũng chưa chết. Tông chủ, những năm nay đã đi đâu vậy? Nghe đồn ngài đã đến hỗn loạn tử vực,
Tất cả mọi người đều cho rằng tông chủ gặp bất trắc rồi. Ta và Loan trưởng lão thì vẫn luôn tin tưởng tông chủ nhất định là sẽ chuyện giữ hóa lành. Ta đúng là đã gặp một vài số chuyện ngoài ý muốn. Nếu Loan trưởng lão đã bảo ngươi đi mua rượu, ngươi hãy đi đi, đợi quay về. Đợi quay về chúng ta, quay về rồi hàn huyên sau cũng không muộn. Dạ, thuộc hạ nhất định là sẽ chọn rượu ngon về cho tông chủ và Loan trưởng lão. Các cô nhìn ra được gì? Mọi thứ bình thường. Tân bằng đó mặc dù vô cùng căng thẳng, nhưng cũng chẳng qua là phản ứng bình thường khi thuộc hạ gặp cấp trên mà thôi. Ta cũng không nhìn thấy có gì bất thường hết. Không có gì bất thường mới là bất thường nhất. Hắn, Đào sư tỷ có phải đã nhìn ra được gì hay không? Người đó hình như không biết tên mình đã biến mất trong khỏi Trung Nghĩa Phổ. Phá toái Ninh Châu, người kia hình như không biết tên của bản thân mình. Đã biến mất ở trên Trung Nghĩa Phổ rồi, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tên của hắn đã biến mất ở trên Trung Nghĩa Phổ, có nghĩa là phản bội. Hắn gặp lại người thì nhất định là sẽ rất sợ hãi. Đúng vậy, ta thấy người kia cũng không phải là nhân vật có lòng tốt gì cả, có lẽ cũng chỉ là giả vờ thành thật như vậy mà thôi. Thế thì kỳ lạ rồi, tên của Tần Bằng và Loan Bạch Phụ vô duyên vô cớ cũng biến mất ở trên Trung Nghĩa Phổ. Bọn họ lại không biết gì về chuyện này e rằng không đơn giản. Viên Đồng Quang của Bạch Nha Châu xin chào các vị tiểu hữu. Có gì thỉnh giáo hay không? Thỉnh giáo thì không dám, viên mẫu chỉ là muốn hỏi, mấy vị bằng hữu có muốn đi hắc vực đúng không? Đúng vậy, nghĩa nào các ngươi cũng. Sao nghe trong ý của Viên Đồng Quang nói, bây giờ hắc vực giống như là mở cửa, mở ra cửa lớn vậy, bất cứ người nào cũng có thể đi vào được. Không sai, sớm đã nghe đồn trong hắc vực có không ít tài nguyên, bây giờ Loan Ngục Trưởng Từ Bi mở ra hắc vực để chúng ta vào đó khai thác tài nguyên, đây là một cơ duyên rất lớn đó. Viên huynh, nghe đồn Loan Ngục Trưởng này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì cả, nếu thật sự đi vào hắc vực, chúng ta còn có mạng sống sót quay ra hay không? Trên thực tế, đã có người đấy được lợi ích rất lớn từ trong hắc vực, một đêm đã trở thành người giàu có. Sao có thể chứ, tài nguyên khoáng tinh của ngoại vi cơ bản chỉ còn lại vài phần. Mà ở sâu trong hắc vực cũng chỉ có mình có thể đi vào, những người này có thể đi đến đâu mà khai thác khoáng tinh cơ chứ? Bằng hữu lo lắng cũng là chuyện bình thường, nếu là ta trước đây cũng không dám tin, nhưng trên thực tế, tình hình ở trong hắc vực quả thực là giống như ta đã nói. Bằng hữu đi vào thì sẽ biết ngay thôi. Nghe ý của viên huynh, nghĩa nào, người cũng đã đi vào hắc vực rồi sao? Không sai, nếu bằng hữu không ngại, chi bằng chúng ta hãy kết bạn đồng hành, dù sao ở trong hắc vực khai thác tài nguyên vẫn có một vài rủi ro. Thêm một người bạn, thêm một người thì thêm một phần đảm bảo. Như vậy cũng tốt, thế thì làm phiền viên huynh rồi. Tình hình của hắc vực khó mà biết rõ được, thân phận của mình đặc thù, vừa hay mượn tên tuổi của những người này thăm dò thực hư ra sao. Hắc vực, ta và chủ đăng ký của đội ngũ này có một vài giao tình, đợi nát nữa có thể phân phối khoáng tinh tốt cho chúng ta. Bây giờ hắc vực ngược lại có rất nhiều khuôn mặt nạ, nhưng người ở trong đại điện này chưa có một người nào mà mình gặp qua. Tốc độ đổi người có hơi không bình thường. Tốc độ của viên lão đệ nhanh thật, chỉ mới 10 ngày đã quay lại rồi. Lần này cơ duyên lớn đặt ở trước mắt, viên mẫu nếu như không nắm bắt, có thể sẽ lãng phí khổ tâm của Loan Ngục Trưởng rồi. Không biết là khoáng tinh lần này, lão đệ yên tâm, khoáng tinh phân phó cho người đương nhiên là cực kỳ tốt rồi. Nếu như có được phú quý, đừng quên ta đấy. Lão ca yên tâm, viên mẫu nếu như thật sự lấy được tài nguyên thất phẩm, nhất định là sẽ không quên người đâu. Người đâu? Bọn họ đến khoáng tinh số 16 của thiên tự. Xếp hạng khoáng tinh số 16 của thiên tự đã là gần top trước rồi, tài nguyên có lẽ rất là phong phú. Các vị sư đệ, Bạch Nha Châu có vui hay không đều phải dựa vào các người rồi. Vâng, xuất phát. Mấy vị phải nhớ rõ, tài nguyên ở trên ngũ phẩm chúng ta nhất định là phải lộp lên. Ta nghe nói có một người đã từng giấu một phần tài nguyên lục phẩm, có thể bây giờ hắn vẫn chưa chết. Sư muội, không chết không phải là chuyện tốt hay sao?
có lúc sống cũng không bằng chết. Sư tỷ vẫn chưa nghe qua câu nói sống không bằng chết hay sao? Nhưng mà ta còn nghe một câu nói chết còn tốt hơn sống. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Bằng hữu có phải cảm thấy rất tò mò với những phá toái linh châu này đúng hay không? Có ý gì? Nghe nói Dương Khai đại nhân của hư không địa đã từng đến hắc vực, đem khoáng tinh ở sâu trong hắc vực dịch chuyển đến ngoại vi. Những phá toái linh châu này chính là mảnh vỡ khoáng tinh sau khi được khai thác, có thể đem cả một thế giới càn khôn di chuyển. Đây là một thủ đoạn được xưng là thông thiên. Cho dù là mình là bát phẩm khai thiên cũng chưa chắc có được năng lực này. Ở sâu trong hắc vực có gì đó sai sai, sức mạnh thần bí của hắc vực sẽ ăn mòn nội tình tiểu càn khôn của võ giả. Độ sâu trước đây người thường căn bản không thể nào tiếp cận được, mà lần này mình lại không cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh quỷ dị này. Rốt cuộc là sao? Vài ngày sau, khoáng tinh. Đây chính là khoáng tinh số 16 của thiên tự. Các ngươi hãy ở đây khai thác, nếu như có thu hoạch gì thì phải tự lộp lên. Sư huynh, chúng ta phải làm thế nào? Hắc thạch cần thiên địa vĩ lực mới có thể tan ra. Chúng ta có thể phân công nhóm người khai thác, một nhóm người làm tan hắc thạch. Như vậy hiệu suất thay phiên nhau sẽ cao hơn một chút. Là kẻ nào? Trên khoáng tinh là kẻ nào? Nguy rồi, là tinh thú lục phẩm. Đám nhãi danh của hắc vực thu được nhiều lợi ích của Vưu đại gia ngươi như vậy, còn đi về bên này đưa người đến cướp tài nguyên, đúng là một đám vô ơn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này các ngươi sẽ được Vưu đại gia bảo kê. Hắc thạch khai thác ra, không phân phẩm cấp tất cả đều lột 30% lên đây, nếu không sẽ cho các ngươi biết tay. Khúc sứ muội, nó biết nói chuyện kìa. Biết nói chuyện không phải là nó. Hừm, còn có ba nữ nhân cũng xinh đấy, lần này ta có phúc lớn rồi. Tên ngu xuẩn từ đâu chui ra, lại dám tự xưng là đại gia trước mặt của ta. Tên chủ đăng ký chết tiệt, thu được lợi ích lại còn chia mình đến nơi hổ sói này, đúng là muốn để mình vào chỗ chết rồi. Viên đồng quang của Bạch Nha Châu xin chào Vưu lão. Vưu lão yên tâm, ta nhất định là sẽ tuân thủ quy tắc của ngài, tuyệt đối không dám giữ riêng. Tiểu tử ngươi xem như cũng biết điều, nhưng mà nữ nhân này hình như có hơi không hiểu chuyện rồi. Bốn đại gia bây giờ sẽ lập ra quy củ cho cô ta. Bằng hữu, cô nương này có tu vi gì vậy? Con cóc bích nhãn này là tinh thú có lục phẩm khai thiên, nữ tử này lại chỉ dùng một tay thì bắt được cái lưỡi dài của nó. Bên này giao lại cho các người, ta đi thăm dò tình hình ở nơi sâu hơn. Nắm xuống cho ta. Ngươi, ngươi thích lập quy củ, tục ngữ nói phá vỡ quy tắc vốn có mới có thể khai sáng lập ra quy luật mới. Ngươi có phải phá trước thì mới có thể lập? Bà cố lội tha mạng, là tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân nguyện ra sức cho bà cố lội. Thân phận của đám người này hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Xem ra sức mạnh quỷ dị kia vẫn chưa biến mất. Nếu đi về phía trước, sức mạnh quỷ dị vẫn còn tồn tại, hơn nữa là cực kỳ dày đặc. Bây giờ mình đã có thiên địa tuyến, đương nhiên sẽ không sợ sự ăn mòn của sức mạnh này. Có lẽ lần này có thể tìm thấy được ngọn nguồn của sức mạnh quỷ dị. Có những sát trận này, phía trước cho dù là tử địa, tự ý xông vào bên trong chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Có lẽ ở đó chính là khu vực trung tâm của hắc vực, ngọn nguồn của sức mạnh quỷ dị có lẽ nằm ở bên trong đó. Có người đi về phía bên này. Bát phẩm khai thiên như Nạc Sư Thúc chưa chắc có thể ở đây quá lâu. Những võ giả nhị tinh tam phẩm này sao lại bình an vô sự mà vào đây được? Mặc chi lực, đây đều là mặc đồ. Những mặc đồ này lại chủ động tìm cái chết hay sao? Biến cố của hắc vực quả nhiên là không đơn giản. Sát trận nơi sâu thẳm của hắc vực, biến cố của hắc vực quả nhiên là không đơn giản. Những mặc đồ đó đều rất lạ mặt, chắc chắn là bọn họ không phải là thuộc hạ của Loan Bạch Phụng. Vậy thì chỉ có thể là người đến khai thác khoáng mà thôi.
đã đến lúc đi tìm Loan Bạch Phụng để tra xét rõ ràng rồi. Tông chủ, sao ngài lại chạy đến bên này vậy? Thật khiến thuộc hạ tìm vất vả quá đấy. Hắc vực những năm nay biến hóa quá lớn, ta tùy ý xem thôi. Loan Bạch Phụng đâu? Trưởng lão đang đợi ngài ở khoáng tình chữ thiên số 16, ba vị cô nương đồng hành cùng ngài cũng đang ở đó. Được, dẫn ta đi gặp cô ta. Khoáng tinh chữ thiên số 16. Thanh niên ta gặp giữa đường vậy mà lại là chủ của hư không địa đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng trách người đồng hành với hắn lại lợi hại như vậy. Dương Khai quay về rồi. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Loan Bạch Phụng, người thật đúng là to gan. Nếu thuộc hạ hành sự có gì sai, xin tông chủ trách phạt. Nhưng mà tông chủ hãy nói rõ thuộc hạ đã sai ở đâu. Bên này, là ai cho phép người dẫn người tiến đến hắc vực khai thác tư nguyên? Thưa tông chủ, là thuộc hạ tự đưa ra chủ trương. Cho ta một lời giải thích. Nếu tông chủ đã thâm nhập vào hắc vực, chắc hẳn là đã tra được rồi, phạm vi bao phủ của những sức mạnh nguy hiểm đã giảm mạnh. Địa giới nguy hiểm nguyên bản đã trở nên an toàn, phạm vi khai thác được tăng mạnh. Thuộc hạ nhân thủ không đủ, cho nên mới dẫn người ngoài đến hiệp trợ khai thác. Khai thiên cảnh của Lăng Tiêu Cung và hư không địa ta đến nay không chỉ cả vạn. Sao lại cần mượn tay của người ngoài cơ chứ, lãng phí tài nguyên. Thì ra tông chủ là trách tội cái này hay sao? Nếu như nào vậy, xin hãy để thuộc hạ giải thích. Nói, biến cố của hắc vực khó lường, thuộc hạ không dám để đồng môn đệ tử gặp nguy hiểm. Nếu như sức mạnh quỷ dị lại quay lại, bọn họ chắc chắn là sẽ chết. Thuộc hạ không gánh vác nổi trọng trách này. Nói như vậy, ngươi còn là có lòng tốt hay sao? Thuộc hạ từ khi đi theo tông chủ, đã một lòng một dạ nghĩ cho tông chủ, suy nghĩ cho tông môn, không dám có lửa điểm hai lòng. Đứng lên đi. Nhưng ngươi vẫn phải đem nguy hiểm ẩn giấu ở trong hắc vực nói rõ ràng với những người này. Là thuộc hạ đã suy nghĩ không chu đáo, sau khi quay về ta sẽ lập tức sắp xếp việc này. Chỉ lấy lợi ích để dụ dỗ người khác, chung quy cũng là không đúng. Là thuộc hạ đã suy nghĩ không chu đáo, sau khi quay về ta sẽ lập tức sắp xếp việc này. Vậy thì tốt, nếu như bọn họ biết được đã bị lợi dụng mà vẫn muốn lưu lại khai thác, vậy thì đó là việc của bản thân bọn họ. Ta đã nói mà, Dương Khai chỉ dọa cô ta mà thôi, sẽ không thật sự trừng phạt cô đâu. Cô cứ không chịu tin, nhờ phúc của tiền bối. Ngồi xuống nói chuyện đi, ta muốn biết thay đổi của hắc vực là bắt đầu từ lúc nào. Lần trước sau khi tông chủ rời đi, thực ra chúng ta chỉ cần đem tư nguyên của chân quý lắm bắt ở trong tay mình, dẫn người khai thác phải trả một chút, phải trả giá một chút cũng không phải là không thể. Việc của hắc vực ngươi tự mình làm chủ đi. Nhưng mà về sau gặp phải loại việc này, ngươi không thể nào tự ý đưa ra quyết định. Nếu không tìm được, ta tìm đến hỏi đại tổng quản và nhị tổng quản. Dạ, đúng rồi tông chủ, gần đây thuộc hạ của ta tìm được một thứ rất là thú vị trên một khoáng tinh nào đó. Ồ, thứ gì vậy? Thứ đó có chút cổ quái, không tiện nói cho người khác biết. Mời tông chủ đi theo ta vào trong phòng xem. Vậy thì đi xem thử xem, mời tông chủ. Tông chủ, chính là thứ này. Trong hộp này là gì vậy? Ngươi đã tra xét qua chưa? Là một thú rất là thú vị, thuộc hạ không biết nên xử lý thế nào, mong tông chủ định đoạt. Đây là gì vậy? Tông chủ, quy thuận vào vòng tay của Mạc đi. Dưới vương tọa của chủ nhân, chúng ta sáng lập đại nghiệp. Mạc tướng Vĩnh Hằng. Mạc tướng Vĩnh Hằng, đồ ngu, trong tiểu càn khôn của ta có một thiên địa tuyền phong trấn, mặc trùng đối với ta mà nói vốn không có tác dụng. Thì ra tên của Loan Bạch Phụng và Tần Bằng biến mất ở trong cuốn Trung Nghĩa Phổ là vì hai người bọn họ sớm đã bị mặc hóa. Trong hắc mục hiện giờ, người bị mặc hóa không chỉ có họ.
Có sự gia nhập của tông chủ, thiết nghĩ chủ nhân sẽ rất vui. Chủ nhân ở Hắc Vực, đương nhiên. Các lãnh đạo của Đại Động Thiên Phúc Địa đều vì Mạc tộc, đều vì Mạc tộc đó trốn ở nơi nào đó của Phá Toái Thiên. Không ngờ sao huyệt của hắn lại là Hắc Vực. Chuyện của Hắc Vực không phải chuyện ta có thể xử lý, ta phải mau chóng đem thông tin báo lại cho các Động Thiên Phúc Địa. Cảm giác thế nào? Tạm được, hình như tìm được mục tiêu với phương hướng của đời người. Mục tiêu và phương hướng của bọn ta chính là dâng hiến tất cả cho chủ nhân, bao gồm cả sinh mệnh. Chủ nhân mà cô nói ở đây sao? Vậy có cách gì có thể để ta gặp người hay không? Tạm thời không được, chủ nhân còn đang ngủ, lần trước tỉnh lại chỉ là vội vàng. Vã hạ vài ý chí, ta không có cách nào dẫn người đi gặp hắn. Đáng tiếc thật đấy. Không phải vội, lấy mục tiêu đầu tiên của chúng ta là phải giúp cho chủ nhân thoát thân. Đến lúc đó, người sẽ gặp được người. Thoát thân? Chẳng lẽ Mạc tộc không phải là chủ động ẩn trong Hắc Vực mà bị nhốt ở đây? Đúng vậy, chủ nhân bị nhốt ở trong Hắc Ngục đã vô số năm. Hắc Ngục chính là một ngục giam chuyên dùng để nhốt chủ nhân. Trong Hắc Ngục này có vô số đại trận thiên nhiên, còn có khoáng tình, đều là một bộ phận của ngục. Đúng vậy, mấy cái sát trận đó cũng là người bố trí ra. Trung tâm đại trận chính là nơi giam giữ chủ nhân. Cả Hắc Ngục đều là một đại trận siêu cấp, ai có thể có bản lĩnh như vậy? Chủ nhân không nói cho ta biết điểm này. Ta chỉ biết mọi bố trí ở trong Hắc Ngục đều vì ngăn ngừa chủ nhân có cơ hội thoát thân. Nhưng may mà có người, có liên quan gì đến ta? Chính vì năm đó, người rời trăm viên khoáng tinh từ sâu trong Hắc Vực về mới khiến cho uy lực của sát trận suy yếu. Ta cũng vì vậy mới có được cơ hội bị chủ nhân cảm chiếu. Cho nên cô mới tung tinh ra để người ngoài khai thác khoáng tinh. Chỉ dựa vào thuộc hạ của ta hiệu suất quá chậm. Và lại, quy tắc ta đặt ra hợp tình hợp lý, đương nhiên có thể thu hút rất nhiều người đến giúp. Đúng là một cách hay. Ngươi cũng thấy là cách hay phải không? Sẽ có một ngày, chủ nhân có thể thoát thân trở về. Đến lúc đó, thế giới tam thiên này sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của ngươi nữa. Phải rồi. Ta còn thấy không ít người xông vào trong sát trận tự tận. Đây là nguyên nhân gì? Người nói họ à, họ đều là đồng loại của chúng ta, chẳng qua thời gian chủ nhân bị nhốt quá lâu, cần chút đồ bổ để hồi phục sức mạnh. Mạc tộc ăn thiên địa vĩ lực, nhưng bên đó vẫn có uy lực của đại trận bao trùm, họ tưởng có thể an nhiên đến nơi. Đương nhiên là vì có sự bảo vệ của chủ nhân, nếu không với thực lực của họ làm sao có thể đến vị trí đó. Tiếp tục như vậy, đồng loại của chúng ta e là sẽ càng lúc càng ít. Hình như không phải là kế lâu dài. Điều này ngươi không cần lo, nay đồng loại của chúng ta gần ngàn người. Chủ nhân còn ban cho một vài Mặc Chi Tinh. Sau này, quy mô của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Mặc Chi Tinh đó là gì? Ngươi có thể tưởng tượng thành sự tồn tại kém hơn Mặc Trùng một chút. Dù sao thì Mặc Chi Tinh chỉ có thể chuyển hóa khai thiên cảnh dưới ngũ phẩm. Ta hiểu rồi. Vậy trên tay cô còn Mặc Trùng hay không? Ngươi muốn làm gì? Ta dẫn mấy người đến, có lẽ chúng ta cũng có thể biến họa thành đồng loại của chúng ta. Trong số người lần này, ngươi dẫn đến có một vị bát phẩm Động Thiên Phúc Địa. Chúng ta vẫn là đừng nên manh động, một khi bứt dây động rừng chủ nhân sẽ nguy hiểm. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, nếu thời gian quá lâu. Mấy người dẫn đến, Yana sẽ xin nghỉ, được. Bên ngoài hành cung của Hắc Vực, thứ này các ngươi cầm lấy, đem vật này giao cho đại tổng quản Hoa Thanh Ti của Lăng Tiêu Cung, còn có nhị tổng quản Vũ Tình của Hư Không Địa, bảo họ đều phái người đến Hắc Ngục hỗ trợ khai khoáng. Bây giờ đi sao? Dương Khai Hành dự trước giờ đều bàn tán với ta, sao lần này đột nhiên lại như vậy? Bây giờ đi, Uyển Nhi đi cùng cô trên đường chăm sóc qua lại. Được. Vực môn Hắc Ngục, Dương Khai có gì đó không đúng lắm. Ta cũng cảm nhận được, hắn chắc chắn là đã để lại đồ trong ngọc giản, chúng ta xem là biết. Mạc tộc ẩn trong Hắc Ngục. Sư thúc, chúng ta tiếp theo phải làm thế nào? Ngươi đi tinh giới, bên các Động Thiên Phúc Địa lớn đều có đạo trường. Ngươi đem chuyện này nói với bọn họ sẽ biết tự xử lý. Nhớ, đừng để lộ tin tức ra ngoài. Đệ tử hiểu rồi.
Sư thúc thì sao? Ta sẽ đích thân đi một chuyến đến động thiên phúc địa ở gần đây, mời mấy lão quái vật kia xuất sơn đi hắc vực tọa trấn. Được, tình hình trước mắt cũng chỉ có thể để thái thượng trưởng lão của các nhà xử lý. Trong bảo khố của hành cung, dưới tam phẩm sẽ không có tư cách đi vào bảo khố, cho nên ở đây đều là trên tam phẩm. Thậm chí, một vài tài nguyên bát phẩm, nội tình rất là đáng sợ. Hắc vực khai thác càng nhiều, uy lực của đại trận siêu cấp sẽ càng yếu. Đây căn bản là một vòng tuần hoàn ác tính. Mấy trăm năm ngươi không ở đây, thu hoạch của hắc vực ngươi căn bản không thể nào tưởng tượng được đâu. Ngươi vừa mới bị sức mạnh của chủ nhân cảm hóa, có thể sẽ không biết rõ sức mạnh của chủ nhân huyền diệu đến cỡ nào. Có được loại sức mạnh này, mặc đồ chúng ta sẽ không bị xiềng xích của khai thiên phẩm, phẩm giai quấy nhiễu nữa. Có nghĩa chính là chỉ cần ngươi có đủ cố gắng, ngươi cũng có thể leo lên được cửu phẩm khai thiên. Thật sao? Sức mạnh của chủ nhân quả nhiên là khiến người khác phải thấy tò mò. Từng ngày trôi qua, không ngừng có các khai thiên cảnh ở khắp nơi, đến từ càn khôn chảy vào hắc vực, sau đó được phân bố đến các khoáng tinh để khai thác tài nguyên. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, số lượng mặc đồ lại tăng thêm hàng trăm người. Mặc tướng Vĩnh Hằng. Hơn nữa, gần như mỗi ngày đều có số lượng mặc đồ không đều chủ động đi về vùng đất bị giam cầm của mặc tộc, xông vào đại trận. Tự vẫn chết đi, hóa thành nương thực để mặc tộc hồi phục sức mạnh. Nếu tiếp tục phát triển theo tình hình như vậy, không bao lâu nữa số lượng của mặc đồ sẽ phát triển đến con số kinh khủng. Mặc tộc bị nhốt ở sâu trong hắc ngục nhất định là sẽ chạy thoát. Mình thế yếu chỉ có thể mong chờ vào cường giả của các động thiên phúc địa sớm ngày đi tới hắc vực, đem nguy hiểm này giết từ trong lồi. Mấy ngày sau, có chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy? Chờ trong chốc nát. Xin chào Dương Tông Chủ, Loan Ngục Trưởng. Viên Mỗ, ở trên khoáng tinh số 16 thiên tự đã lấy được một phần tài nguyên, thất phẩm mộc hành. Mời hai vị xem thử. Ngươi làm rất tốt rồi. Ngươi, không phải ngươi luôn tò mò làm thế nào để cảm hóa chuyển hóa đồng bọn hay sao? Bây giờ có thể động tay thử. Cô ta đây là có ý gì? Nếu nào là cô ta muốn giết người diệt khẩu, để bớt đi phong thưởng 1.000 vạn kia sao? Dương Tông Chủ, hết cách rồi. Bây giờ các cường giả của động thiên phúc địa vẫn chưa tới. Nếu như mình bị bại lộ ở đây, hậu quả khó mà lường được. Thôi động mặc chi tinh ở trong tiểu càn khôn của ngươi đi. Đó là sức mạnh của chủ nhân, không ai có thể chống cự lại được cảm hóa của nó. Yên tâm, không cần mạng của ngươi đâu, chỉ là để ngươi cảm nhận một chút sức mạnh thần kỳ trên thế giới này mà thôi. Có thể buông hắn ra được rồi. Lần này thì tốt rồi, làm gì mà dễ như vậy. Sức mạnh của chủ nhân mặc dù vô cùng huyền diệu, nhưng muốn cảm hóa một người cũng không phải là đơn giản dễ dàng vậy đâu. Dựa theo trình độ kiên cường ý chí của bản thân, thời gian mặc chi lực ăn mòn tiểu càn khôn của hắn cũng không biết là dài hay ngắn. Nguy rồi, biểu hiện trước đây của mình không phải như vậy. Không lẽ đã bị cô ta nhìn ra cái gì rồi đấy chứ? Tình hình của ngươi không giống như vậy, chuyển hóa của mặc trùng đã triệt để tăng tốc. Tốc độ của mặc chi tinh kém hơn rất nhiều. Đến trình độ này, cơ bản đã thành rồi, còn lại chỉ cần chờ đợi là được. Xin chào hai vị đại nhân, lấy phần thưởng của ngươi đi, biết sau khi quay về lên nói thế nào rồi chứ? Thuộc hạ sẽ tuyên dương chi tiết, lời hứa và thành tín của đại nhân. Nhìn đi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Sức mạnh của chủ nhân quả nhiên là thần diệu. Đây chẳng qua chỉ mới là một góc mà thôi. Đi thôi, ta đưa người đi đến một nơi lợi hại hơn. Nhiều mặc đồ thật, nhìn bộ dáng của bọn họ hình như là đang còn tu hành. Có sóng sức mạnh bất thường, có người sắp đột phá rồi. Xem ra chúng ta đến rất đúng lúc. Đi theo ta qua đó xem thử thế nào. Ây, hắn đây là sắp thăng cấp rồi ư? Không sai, Phạm Tú Kỳ đã bị mắc kẹt ở tu vi ngũ phẩm khai thiên hơn 2.000 năm nay. Ngươi có biết hay không, ban đầu khi hắn thăng cấp lên khai thiên, chẳng qua chỉ là tam phẩm mà thôi. Thì ra là như vậy. Cô ta đây là muốn để mình tận mắt nhìn thấy cảnh tượng sức mạnh của mặc phá vỡ xiềng xích của khai thiên cảnh phẩm dài. Mặc dù trước đây cũng biết tin tức này, nhưng lực xung kích vẫn không có mãnh liệt khi mình tận mắt nhìn thấy vào lúc này. Sức mạnh của chủ nhân quả nhiên là thần kỳ.
Các động thiên phúc địa phong tỏa tin tức của Mạc không sai. Thần kỳ của Mạc chi lực nếu truyền ra bên ngoài, nhất định là có nhiều người sẽ không chịu được cám dỗ. Vì để theo đuổi tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, mà sẽ ôm Mạc vào trong lòng. Nhiều ngày sau, trên bầu trời mảnh vụn Ninh Châu, lục phẩm chi cảnh. Thật tốt quá, cuối cùng hắn cũng tấn thăng đến lục phẩm rồi. Phạm Tú Kỳ sau khi tấn thăng, cả người liền bành trướng thêm một vòng, giống như là thay đổi thành người khác vậy. Thông thường mà nói, lần tấn thăng tiếp theo không thể nào mang theo thể hình lớn như vậy để biến hóa. Xem ra Mạc chi lực mặc dù huyền diệu, nhưng vẫn tồn tại một số mối họa chưa rõ. Lại có người tấn thăng rồi sao? Vào mấy ngày Phạm Tú Kỳ tấn thăng, Mặc đồ thư nguyên tử ở trên Ninh Châu này cũng có dấu hiệu tấn thăng. Không biết có phải gặp phải xung kích khí tấn thăng của Phạm Tú Kỳ mà dẫn phát khí cơ. Thư nguyên tử cũng rất nhanh, sẽ xung phá ràng buộc của tứ phẩm. Tấn thăng ngũ phẩm rồi, tình hình quá tốt. Không ổn, xảy ra chuyện rồi. Tình hình này, chúng ta cũng không giúp được gì cả, chỉ có thể xem tạo hóa của chính hắn mà thôi. Mười mấy ngày sau. Cứu ta! Mạc tướng Vĩnh Hằng! Mạc tướng Vĩnh Hằng! Xem ra lợi dụng sức mạnh của chủ nhân đánh phá xiềng xích vẫn là có nguy hiểm nhất định. Ngươi đang nghi ngờ chủ nhân hay sao? Sức mạnh của chủ nhân không gì là không thể hết. Không dám. Thư nguyên tư không thể nào thành công là vì bản thân của hắn không đủ cố gắng. Phạm Tú Kỳ có thể thành công là vì hắn đủ trung thành với chủ nhân. Đừng có lần sau, bất kỳ lời nói bất kính nào đối với chủ nhân, cho dù là chủ nhân nguyện ý tha cho người, ta cũng sẽ không tha cho người đâu. Sẽ không có lần sau nữa đâu, trước khi cường giả cổ động thiên phúc địa đến. Ta nói chuyện với Loan Bạch Phụng phải cẩn thận một chút, lúc nào cũng phải diễn tư thái mà một mặc đồ cần phải có. Khoảng thời gian gần đây, ngươi cũng đã quen thuộc tính ở tình hình bên này rồi. Mấy ngày trước ngươi đã có kinh nghiệm chuyển hóa đồng bạn rồi. Đến nay đến lượt ngươi xuất lực rồi. Ta phải làm gì? Đi phát triển nhiều đồng bạn hơn đi. Đến nay càng lúc càng nhiều người tiến vào hắc vực rồi. Những thứ này đều là sức mạnh của chủ nhân cần sau khi thức tỉnh, không thể nào để lãng phí được. Dốc sức vì chủ nhân là vinh hạnh của ta. Đi đi, ta đợi tin tốt của ngươi. Hắc vực, ta đến nay cần nhất chính là giữ vững Loan Bạch Phụ. Nhưng đến nay Loan Bạch Phụng lại muốn ta đi chuyển hóa nhiều đồng bạn hơn nữa. Vậy thì có chút khó xử rồi. Ta không muốn chuyển hóa mặc đồ, nhưng nếu không làm gì hết, Loan Bạch Phụng nhất định là sẽ nhận ra thân phận của ta. Nhưng so với việc này, quan trọng nhất vẫn là mặc tộc bị nhốt ở nơi sâu thẳm trong hắc ngục. Lúc đầu ta lấy tế bái chi lễ, ý đồ tìm kiếm vị trí ẩn thân của hắn. Đối phương tuyệt đối cũng cảm nhận được sự tồn tại của ta. Đợi hắn thức tỉnh, thân phận của ta chắc chắn là bại lộ. Vô luận thế nào, ta bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Một khi thân phận của ta bại lộ, mọi việc thật sự là sẽ rất phiền phức. Trên khoáng tinh thiên tự số 16, Dương Tông Chủ. Bái kiến Dương Tông Chủ. Ta chỉ qua đây tùy ý xem thôi, đi làm việc của các ngươi đi. Mặc dù có nguy hiểm bại lộ thân phận, nhưng ta không nguyện cũng sẽ không di chuyển mặc hóa đồ. Chỉ có thể lấy tĩnh chế động, đợi viện binh đến mà thôi. 20 ngày sau, bọn họ hôm nay vì sao đột nhiên tụ tập lại với nhau? Đều giao hết cho ngươi. Yên tâm, các ngươi cứ đi trước một bước, đợi mấy ngày nữa lão phu sẽ đến cùng với các ngươi. Mạc tướng Vĩnh Hằng, Mạc tướng Vĩnh Hằng. Dưới Mạc chi vương tọa, mọi thứ đều chỉ là nhã nhép. Bọn chúng phải dung hợp thành một thể với chủ nhân, có được vĩnh sinh rồi, đây chính là vinh quang của chúng. Ai hạ lệnh cho các ngươi? Không ai hạ lệnh hết, chủ nhân yêu cầu chúng ta liền cống hiến. Lần tới có thể là ta, cũng có thể là ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm nhận được sao? Lẽ nào đám mặc đồ có thể cảm nhận được yêu cầu của mặc tộc, cho nên mới có hành vi tự chủ như vậy? Việc đến nước này ta cũng không nên, ta cũng nên ra tay rồi. Ơi, thật sự hy vọng lần sau là ta. Bên hồ cá chép ở trong thất tinh phường, ăn nhiều một chút. Kẻ nào? Đây là đâu vậy? Trông coi người này có bất kỳ nai động gì, lập tức gọi ta. Là sư tôn, dạ.